đầu tiên, xen kẽ đi. Nam không sao. Nguyên tắc nhá, nam nữ xen kẽ. Còn nếu thiếu nữ thì không sao. Nhưng nghiêm cấm để hai cô nữ cứ một mình. Và nghiêm cấm để một cô nữ lại cô nữ như thế này. Rồi, bây giờ bên phải quay. Bên phải quay. Đặt hai tay lên vai người đằng trước, đứng thẳng đến không dựa. Ba đồng chí đứng thẳng không dựa. Đặt hai tay lên vai người đằng trước. Hai tay đứng xuống đây cho mình. Đấy. Người hướng về trước, người độ. Khoảng cách này chỗ này hơi xa. Khoảng cách chúng ta dồn dài. Nguyên tắc thứ nhất để công vào làm đều lưu ý. Hai đồng chí lưu ý câu này. Thứ nhất là gì? Nam nữ xen kẽ. Thứ hai là gì? Khoảng cách một sải tay. Thứ ba, đặt hai tay lên vai người đằng trước. Thứ tư, người hướng về trước, người độ. Và khi tất cả chúng ta hô vui vẻ thì chúng ta đấm khắp đáy và có một câu thú vị hơn này, chỗ nào còn áo chỗ đó còn lưng, đấm lung tung còn hơn bỏ sót. Đấy là câu thú vị thôi. Và người ta sẽ phá lên cười ở chỗ đó. Có một câu nữa là nghiêm cấm đấm đằng trước. Thì đấy là những câu thú vị có thể mang tính chất hài hước. Rồi, khi hô vui vẻ thì tất cả chúng ta đồng thanh hô vui vẻ và đấm khắp lưng. 2, 3. Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ.